ông Trần Hữu Minh, tránh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, điểm A khoản 2 điều 11, Nghị định 10-2020, NDCP quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Đặc biệt, Nghị định 10 cũng quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, điểm B khoản 6 điều 4 thông tư 12 2020 TTBGTVT cũng quy định sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để đảm bảo không còn hành khách ở trên xe, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, dù không nêu cụ thể xe chở học sinh, nhưng rõ ràng hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh đã được quy định trong các thông tư, nghị định về kinh doanh vận tải hành khách. Ông Minh nhấn mạnh Thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, đồn đốc phát hiện và xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh. Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Bình Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội, cho rằng việc đưa đón học sinh đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn được thực hiện bài bản. Hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường. Thầy Hòa nói, ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hàng ngày, trên xe ngoài lái xe còn có monitor tức người giám sát việc đưa đón học sinh. Lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần một năm. Với những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên sử dụng cán bộ trường bởi họ nắm được văn hóa học sinh của trường. Vụ việc bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thầy Hòa cho rằng hoạt động đưa đón học sinh ở trường này chắp vá, không bài bản, bộc lộ nhiều lỗ hồng. Thầy Hòa nói, có lẽ trường mầm non này thấy các trường làm thì cũng triển khai mà không lường trước được những rủi ro, khó khăn mà dịch vụ đưa đón trẻ sẽ gặp phải. Chị Nguyễn Thành Hương, Hà Nội cho biết, Chị có ba cô con gái, các con chị đều đi học bằng xe đưa đón của trường mỗi ngày. Hàng ngày tôi đưa con đến điểm xe đón, ngày nào đến muộn, cô monitor giám sát sẽ gọi cho cháy máy, đến khi xác minh được chính xác con đi học hay nghỉ mới thôi. Lúc đón cô luôn đứng ở cửa xe, khi học sinh xuống xe, cô lại đứng ở cửa xe để điểm danh học sinh, sau đó cô sẽ lên xe kiểm tra lần nữa, tiếp đến tài xế kiểm tra, chỉ đến khi không còn học sinh nào trên xe thì bác Tài mới được đưa xe về gara. Trên xe các con được quy định chỗ ngồi nên cô monitor chỉ cần nhìn ghế trống là biết đang thiếu ai. Ngoài ra, trường học có app, ứng dụng, luồng tuyến xe đưa đón học sinh nên xe di chuyển đến điểm nào, phụ huynh đều có thể nắm được. Vào giờ học, trên nhóm lớp học, cô giáo tiết 1 sẽ thông báo các học sinh chưa có mặt. Chị Hương chia sẻ. Chị Hương cho rằng nếu trường mầm non ở Thái Bình, có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ như trường con chị đang theo học thì chắc chắn sự việc đau lòng không xảy ra. Nhưng ở đây, dường như cả một chuỗi hành động từ người đưa đón, tài xế cho đến giáo viên đều không chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm. Trước đó như đã đưa tin, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bé TGH Sinh năm 2019, chú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được đón lên xe cùng các bạn. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé hát đến đón do không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện bé vẫn ở trong xe, đỗ bên ngoài. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé đã tử vong. Liên quan vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường dẫn đến tử vong, cơ quan công an tỉnh Thái Bình thông tin khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi. Quản lý phát hiện vắng bé TGH, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019, là học sinh lớp 4 tuổi của trường mầm non Hồng Nhung 2. Tuy nhiên, cả người quản lý lẫn cô giáo đứng lớp đã không kiểm tra và không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA, sinh năm 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, là cậu ruột của bé H đến đón và không thấy bé H. Anh và mọi người đi tìm, phát hiện hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Cháu bé đã tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trên xe trong thời tiết nắng nóng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh TDA về việc cháu hát tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thái Bình phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân, tiến hành điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, anh NVL, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ, cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung, đón cháu Hát và 9 học sinh khác đến trường. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các học sinh tự đi vào lớp. Sau đó người này điều khiển xe đỗ ở cổng trường, rồi khóa cửa ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh, gửi lên phần mềm của nhà trường và phát hiện vắng bé hát. Tuy nhiên, giáo viên này không thông báo cho gia đình để kiểm tra việc trẻ có đến lớp hay không. Bộ phận đưa đón học sinh và lái xe cũng đã không kiểm tra chéo, bản giao để đảm bảo trẻ đã đến trường an toàn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA đến đón và phát hiện ra sự việc. Lúc này, Hát đã bị bỏ quên trên xe đưa đón đã quá lâu, dẫn đến tử vong. Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Tỉnh Thái Bình cũng đã yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn. Đến 23 giờ đêm qua, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất thi thể cháu bé đã được đưa từ bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình về nhà tang lễ thành phố Thái Bình để tổ chức tang lễ theo quy định. Có mặt tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình đêm muộn, một người thân của nạn nhân chia sẻ, hoàn cảnh của bé Hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ, bé sống với bà ở huyện Vũ Thư. Người này nói, sáng bé đi học còn vui vẻ, chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn. Giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp, gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi. Theo thông tin sơ bộ bước đầu, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2 tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trong đó có bé TGH, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư. 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón nhưng không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Sau khi tìm kiếm mọi người bất ngờ phát hiện cháu Hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng cháu Hát đã tử vong. Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội, bày tỏ quan điểm bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Có rất nhiều dấu hỏi cần phải đặt ra xoay quanh vụ việc thương tâm trên như quy trình đưa đón học sinh của cơ sở giáo dục này được thực hiện ra sao? Trách nhiệm của tài xế xe đưa đón, giáo viên đi cùng thực hiện tới đâu? Khi phát hiện cháu bé không có mặt tại lớp, giáo viên có biết hay không? Có báo cho nhà trường và phụ huynh? Ngoài ra, cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì? Có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe? Đó là những vấn đề quan trọng mà cơ quan điều tra cần làm rõ để xử lý giải quyết vụ việc tới tận gốc rễ. Trước mắt, cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non này cho đến khi đánh giá được sự việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm và yếu tố an toàn trong quá trình đào tạo chăm sóc học sinh. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong có nguyên nhân từ việc bị bỏ quên trên xe ô tô, Đồng thời xác định được lỗi cụ thể của những người có liên quan thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự. Có thể thấy rằng, việc đưa đón học sinh là một quá trình đòi hỏi phải có quy tắc đảm bảo an toàn. Người thực hiện việc đưa đón học sinh phải là những người có trình độ, kỹ năng chuyên môn tốt, có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn. Chỉ cần thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình đưa đón học sinh tổ chức thực hiện việc đưa đón lỏng lẻo là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng bất cứ lúc nào bởi vậy để giảm thiểu những vụ việc đau lòng như thế này thì các cơ sở giáo dục cần phải có quy trình đưa đón học sinh khoa học hợp lý thường xuyên tổ chức tập huấn cho những người tham gia đưa đón học sinh những người làm nhiệm vụ này cần phải có trách nhiệm uy tín đạo đức và cần phải giám sát hoạt động này qua nhiều khâu để tránh sai sót có thể xảy ra với những cháu bé nhỏ tuổi chưa có khả năng tự vệ chưa có kỹ năng sống, chưa được đào tạo rèn luyện kỹ năng thoát hiểm trong những tình huống bỏ quên trên xe ô tô thì khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, nguy cơ tử vong là rất cao. Luật sư Cường nhấn mạnh, bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh.